Sáng nay ngày 7 tháng 6 năm 2020, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An tổ chức lễ thông xe công trình cầu Tân An trên quốc lộ 1A và 5 cầu trên quốc lộ N1 thuộc địa bàn tỉnh. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Cần, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Cang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Cảnh đến dự. Cầu Tân An trên quốc lộ 1A có chiều rộng 12m, chiều dài toàn tuyến 1.046m, trong đó phần cầu trên 300m thiết kế chỉnh cũ bằng bê tông cốt thép giữ ứng lực, tải trọng HL93. Phần nhịp chính được kết cấu thép dạng dòm mạng lưới. Công trình này và 5 cầu trên quốc lộ N1, địa bàn huyện Đức Huệ, Thạnh Quá thuộc dự án tín dụng ngành giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần thứ 2, được khởi công vào tháng 10 năm 2019. Đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Quản lý Dự án 6, Bộ Giao thông Vận tải với đơn vị thi công, giám sát, chính quyền địa phương và các sở ngành, các công trình hoàn thành vượt tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công, tạo điều kiện thuận lợi giải quyết điểm nghẽn về giao thông hai bờ Bắc Nam sông Chàm Cỏ Tây, đem lại diện mạo mới cho thành phố Tân An và hệ thống giao thông liên huyện biên giới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Cần yêu cầu Sở Giao thông Vận tải tích cực quản lý, duy tu, bảo trì hệ thống hạ tầng giao thông, đảm bảo thông suốt, an toàn. Đồng thời, tỉnh cũng mong muốn thời gian tới Bộ Giao thông Vận tải quan tâm hơn nữa để đầu tư cải tạo, mở rộng quốc lộ 62, quốc lộ N2, xây mới tuyến Trân Thành, Đức Hòa, vành đai 3, vành đai 4, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà nói riêng và các tỉnh miền Tây Nam Bộ nói chung. Dịp này, 7 tập thể, 24 cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, 12 cá nhân nhận giấy khen của Sở Giao thông Vận tải vì có thành tích tốt trong xây dựng công trình cầu.